La 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 la. Chép ơi, chép ơi, chép ơi, Lenderman qua thăm chép nè, chép ơi, chép. Ủa khoan. Sao cái ông chép này ông lại ở cái căn nhà này nữa? Trời ơi, sao mà lần trước mình tặng cho ổng mấy cái căn nhà xịn luôn mà sao ông ở để mình. Ủa khoan. Rồi nhà gì mà khổ ơi, tôi đang đói cho tôi ổ bánh mì nha. Nhà ổng toàn bánh mì không mà không có thịt luôn. Sao ông khổ vậy ta? Ơi chép, cho tôi hỏi coi là sao hồi trước tôi tặng cho ông hai căn nhà xịn luôn sao ông ở mà ông ở cái căn nhà này chi? Căn nhà này nó hư rồi. Trời ơi, thích quá đi mà không có tiền mua. Ủa, cái tiếng nhà quen quen vậy, ai vậy? Ủa, đây là bên. Trời ơi, tôi mừng quá đi, lâu lắm rồi ông mới qua nhà tôi á, tôi tưởng là ông quên tôi luôn rồi chứ. Trời ơi, mừng quá đi lên đầm ơi, lên đầm. Ủa, ông đang nói căn nhà này của tôi hả? Thì thực ra lần trước ông tặng cho tôi hai căn nhà, nhưng mà tôi sống tôi thấy chán chán hay sao á, nó rộng quá à, chán mà tôi không muốn sống nên là tôi quay về căn nhà này của tôi ở, chứ không phải là tôi chê căn nhà của ông đâu. Nhưng mà ông không thích thì ông cũng phải nói cho tôi với mấy bạn fan biết chứ, ông im như vậy á rồi ông ở căn nhà này mấy bạn fan cứ tưởng á là tôi cho ông mấy căn nhà kia cái rồi tôi đòi lại. Ừ, ông phải nói tôi mới biết là tôi xây căn nhà khác cho ông chứ, làm cho mấy bạn fan hiểu lầm tôi là cho nhà ông rồi đòi lại đó. Ủa mà ông đang hồi nãy ông coi cái máy tính ông nói cái gì mà đẹp đẹp, rồi để tôi coi một tí coi, để tôi coi coi, để lên đưa coi coi, nãy thấy khen cái gì đẹp đẹp á, thích cái gì á, để coi coi. Lego hả? Chờ ông này hết Lego hả? Ủa thích Lego sao không đi mua chơi đi? Rồi ngồi đây khen khen là sao? Thì nói ra ông đừng cười tôi nha, chứ thực ra tôi có tiền đâu mà mua, thích lắm nhưng mà không có tiền mua. Hồi trước á, những cái kim cương đồ ở trong nhà ông cho tôi á, tôi đâu có lấy đâu, tôi để lại mấy căn nhà kia hết rồi, chứ tôi không có tiền, cứ ngồi coi thích vậy thôi chứ không có gì đâu. Cái ông này có gì đâu mà cười, tôi với ông là bạn bè mà ông không có tiền chứ tôi cũng có tiền gì đâu mà tôi cười ông. Rồi mà thôi giờ á tôi cũng có việc rồi tôi phải về, ông ở đây ông chơi gì ông chơi đi, bữa nào tôi rảnh á tôi qua tôi chơi với ông, bữa nay qua mà quên đem thịt qua cho ông, có gì khi nào tôi rảnh á tôi đem qua cho ông nha. Thôi tôi về đây, bye bye, có gì rảnh qua chơi, bye bye, đi về nha, đi về đi về. Các bạn ơi, các bạn có thấy lạ không, cái ông Jeff này á với thằng núp á tự nhiên khác nhau ghê á. Ông Jeff ngày xưa á ổng hung dữ lắm rồi ổng chảnh lắm, ổng có nhiều kim cương á mà sao giờ ổng hiền queo à, còn thằng núp á thì giờ hả nó có quá trời kim cương luôn, nó láo mà nó dữ nữa. Có khi nào hai người này bị đổi bộ não với nhau không? Mình cũng không biết nữa, thôi đi về. Chán ghê á. Chán quá đi các bạn ơi, ở nhà không biết làm gì á, thôi ra đường chơi, ở trong nhà chán quá không có làm gì hết á. Ai, chán ghê á, định kiếm cái bộ Lego mua cho ông chép mà giờ không biết ở đâu bán hết á. Ở để mình đi vòng vòng ra đây chơi coi có ai bán cái gì không. Ủa anh ơi, nãy giờ có thấy ai đi ngang qua bán gì không? Không thấy hả? Ừ, cảm ơn. Ừ, không có ai bán gì hết bạn ơi. Mà ở ngoài làng của mình công nhận nó chán gì luôn á, làng không có người, ít người lắm. Ý, ui ý đằng kia có người bán cái gì kìa, để lại lại coi coi. Ồ cái này cái gì đây? Cái này là Lego nè các bạn. Đây các bạn nè, nhìn cái cục nè, có mấy cục nó nổi lên để ráp vô nè, là cái này Lego nè, Lego. Ồ, đúng rồi, người bán Lego. Ồ, đây là đồ người bán Lego nè, còn cái này là cửa hàng Lego, vậy là đúng rồi, đây là cái cửa hàng Lego. Ồ, để coi coi người ta bán Lego như thế nào để mình mua. Mình mua mình tặng cho ông Jeff hay ông thích quá mà ông không có tiền, tội nghiệp ổng. Để mình coi coi. Wow, quá trời luôn nè. Ủa cái này quá trời luôn, ráp quá trời, cái này là Lego. Ê, quên, của người ta mình đâu có lấy được đâu. Để mình coi coi bán nhiêu. Bộ Lego giá 10 kim cương. Trời ơi sao mà bán mắc quá vậy trời, 10 kim cương hả? À đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nhà ông thợ rèn, nhà ông thợ rèn, nhà ông thợ rèn. Ý, nhà ông thợ rèn nè, ông thợ rèn không có nhà, vô hôi của hôi hôi một tí. Ý có kim cương nè, nhưng mà chỉ có 4 kim cương thôi, lấy một trái táo luôn. Đúng rồi, về nhà mình chắc chắn nhà mình sẽ có kim cương thôi, chắc chắn mà. Về nhà vậy là có khi nào mình mua được cái bộ Lego đó tặng cho ông chép được không ta? Ui ok, mở cửa mở cửa mở cửa. Ok, về. Không có kim cương rồi. Đúng rồi, mình có một cái la bàn nè, vậy bây giờ mình chỉ cần một cái cây cúp luôn, cúp kim cương mới chịu á. Vậy là thôi bây giờ mình không có kim cương đúng không, mình sẽ lấy cái la bàn này đi tìm kim cương
đem về mua bộ Lego tặng cho ông Jeff. Đã xuất hiện kim cương rồi, bây giờ chỉ cần là đào và tìm thôi. Các bạn thấy cái la bàn của mình nó đã hiện cái mũi tên kim cương rồi nè. Đó, kim cương, Labyrinth với lại Redstone nằm chung một chỗ luôn mới ghê chứ. Vậy là chắc chắn nó nằm ở cái khu vực gần đây rồi. Đó, mình thấy nó chỉ ở đây thì mình đi đường đây mình đào thôi. Ok, mình không biết là cái... Ôi, tôi đã mất tiêu rồi, chết rồi, bấm lộn. À, rồi. Đó, không biết là cái cảm giác khi mà mình tặng cho ông chép cái bộ Lego không biết ổng như thế nào ta. Các bạn nào thích Lego không? Các bạn hãy... Ôi, có kim cương rồi nè. Các bạn nào mà thích chơi trò chơi Lego á thì các bạn hãy nhớ comment giúp cho mình biết nha. Mình thì cũng khá là thích cái trò đó đó. Trò đó thấy nó hay hay thì sao á. Rồi, ok, bây giờ thì lấy thôi, có kim cương rồi các bạn. Nhưng mà... Ôi, mấy viên. Ôi, có vàng luôn nè. Các bạn thấy đã chưa? Có vàng luôn. Trời, kim cương quá trời luôn các bạn. Vàng nè, có vàng nè, để mình coi coi được. Ôi, 10 viên rồi nè, mình được 10 viên luôn rồi nè. Trời, hên vậy. Vậy là hồi nãy mình đào được 6 viên. Khá là nhiều đó, mình nói đúng không? Redstone với kim cương là nó nằm chung với nhau nè. Đó, cho nên là mình tìm khá là dễ dàng đi cái hang hay gì á. Phải. Rồi, bây giờ đi lên thôi. Đi lên rồi đi mua cái bộ Lego tặng cho ông Jeff. Chắc chắn là ông sẽ vui lắm đây chứ mình thì mình nếu mà ai tặng cho mình bộ Lego mình cũng vui lắm. Thôi đi lên thôi. Chắc chắn là ông Jeff ông sẽ vui lắm đây. Bây giờ thì mình đi về mình mua thôi. Rồi. Đây rồi. Wow, người ta bán nhiều lắm các bạn ơi. 10 kim cương người ta bán nguyên một bộ Lego luôn á chứ đâu phải là một cái đâu. Bán nhiều lắm. Anh ơi, em có kim cương rồi nè. Em tới em mua cái bộ Lego này nè anh. Rồi bây giờ em bỏ kim cương vô đây cho anh nha. Cho anh cục đá luôn nè, cho anh cục đá luôn. Em lấy hết cái này luôn. Wow, Lego, quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mình phải làm cái gì với bộ Lego? Ui, cái bộ Lego mình cầm nè. Ôi, mình đặt xuống được không? Ô, mình đặt xuống được luôn. Ôi, mình chỉnh cái hướng được luôn nè, mình chỉnh được cái hướng luôn, mình xây luôn nè. Đó, xây luôn, ghê. Trời ơi, vậy mà mình tưởng là Lego nó không xây được chứ. Ủa, bây giờ mình phá này sao? À, mình phá được. Wow, xây. Ừ, thôi. Bây giờ mình chưa căng á, chưa căng. Bây giờ thì đem đi qua cho tặng cho ông Jeff thôi. Đi. Ok các bạn ơi, bây giờ á thì mình có một cái ý định như vậy là mình sẽ không có tặng cho ông Jeff cái bộ Lego này liền đâu, mà mình sẽ xây một cái gì đó, sau đó mình kêu ông qua coi như là tạo một cái bất ngờ á. Vậy thì nó hay hơn chứ giờ bây giờ mình đem qua nhà ổng cái mình kêu: "Ê Jeff ơi, tôi tặng cho ông cái này" thì mình thấy nó không có hay cho lắm. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử xây thôi nha. Tại vì mình các bạn biết là mình xây nhà rất là xấu, cực kỳ là xấu luôn, nhưng mà phải xây. Cho nên là mình sẽ thử xây một cái căn nhà Lego coi rồi mình tặng cho ổng coi như thế nào nha các bạn. Xây căn nhà Lego tặng cho ông Jeff nha. Đó. Căn nhà này được không ta? Ở thì được không? Không, rộng tí ha. Ờ, căn nhà này coi bộ là nó khá là xây khá là khó các bạn, tại vì cái này nó nhỏ. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây một căn nhà Lego tặng cho ông Jeff. Rồi cái này nó bị kẹt rồi nè, giờ không biết làm sao luôn nè. Đó, khó chưa? Xây khá là khó. Úi trời, nó còn như vậy nữa nè. Đó, cái này phải từ từ thôi. Ok. Cái hàng rào này nữa là xong. Đó, chơi hàng rào màu trắng nha các bạn. Cho nó sáng tí. Cái nhà màu xanh, tại vì thằng Jeff á, ổng thích cái màu xanh, cho nên là mình xây cái màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này mình thấy nó tối quá, mình thấy nó không có sáng. Mà cái màu hồng như của mình, đây cái màu hồng của mình nè, cho các bạn nhìn nè, đây cái màu hồng này nó sáng không. Đó, vậy mà ông Jeff ổng thích màu xanh cho nên là thôi chơi màu xanh. Nhưng mà được cái là hàng rào màu trắng nhìn nó cũng nổi. Ok rồi, vậy là đẹp rồi đó. Đập cái này đi, đập cái này đi. Đó, bỏ cái này đi. Đây, mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng căn nhà nãy giờ mình ngồi mình xây. Đấy, thấy chưa? Tuy là nó không có đẹp lắm nhưng mà nhìn nó cũng được đúng không? Đó, vào trong được nè các bạn. Mở cửa nè. Wow, căn nhà Lego. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua nhà ông Jeff và kêu ổng qua đây. Đó, để coi là ổng có thích cái căn nhà này không? Với lại mình sẽ tặng cho ổng cái bộ Lego này luôn nha. Đó, đi, giờ bây giờ qua nhà ổng thôi. Bây giờ á, là ổng đi theo tôi cho ông coi cái này là bí mật, tôi không có nói cho ông được đâu mà ông cứ hỏi tôi hoài à. Gần ở đây thôi nè, bây giờ ông đi theo tôi nè. Đi, ra đây tôi cho ông coi cái này, chắc chắn là ông sẽ mê liền. Đi, đây, sắp tới rồi, đi nhanh lên. Trời ơi, ông chắc chắn là ông sẽ thích cái này lắm luôn á. Rồi, đi nào, xếp ơi, xếp. Ơi, các bạn ơi, sắp tới rồi, đó, ta-da. Đây, ông thấy cái gì chưa? Đây chính là cái căn nhà Lego tôi đã xây cho ông, thì tôi vừa mới mua được cái bộ Lego nè. Đó. Ờ, tôi tặng cho ông căn nhà này với cái bộ Lego này để ông vợ ông chơi, để tôi thấy ông thích quá. Mà ông có tiền thấy tội ông quá. Mình có làm ơn vậy? Ông Lê nè men, ông nói thiệt không? Ông tặng cho tôi cái bộ Lego này với cái căn nhà Lego này hả? Trời ơi, cảm ơn ông nhiều nha. Wow, đây là Lego nè. Xếp lên. Wow, cảm ơn ông nhiều nha. Để tôi vô căn nhà này tôi coi có gì không.
Ủa, cái nhà này không có gì vậy? À, chắc ông mới xây ông chưa bỏ gì đúng không? Thôi có gì tôi bỏ đồ nhà tôi thôi, không cần ông bỏ gì đâu. Trời ơi, cảm ơn ông nhiều nha, đây là Ben. Trời ơi, đây là Lego. Trời ơi, tôi thích lâu lắm luôn rồi đó. Trời ơi, các bạn ơi, Lego Ben tặng tôi cái bộ Lego này các bạn ơi. Trời ơi, cảm ơn ông nhiều nha, Lego Ben.